Một năm sau khi những nghiên cứu đầu tiên về việc chó có thể đánh hơi phát hiện COVID-19, hiện nay tại các sân bay của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có 38 chú chó đánh hơi đang làm nhiệm vụ. Đây là con chó của tôi, tên nó là Bo. Đây là con chó đầu tiên tôi huấn luyện để phát hiện COVID-19. Thực ra trước đây nó chưa từng được huấn luyện về bất cứ thứ gì. Vậy mà nó đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình. Bo đã thực hiện hơn 1.000 lần đánh hơi tìm COVID-19. Theo các chuyên gia, chó có một loại chất nhầy đặc biệt ở mũi. Chất nhầy này có mục đích quan trọng, hòa tan các phân tử mùi từ không khí và vận chuyển chúng đến thụ thể khứu giác ở đỉnh mũi, nơi giúp những chú chó xác định được virus SARS-CoV-2. Trong khi con người chỉ có khoảng 5 triệu các thụ thể này, thì loài chó có tới 300 triệu thụ thể khứu giác như vậy. Và chúng có thể phát hiện ra COVID-19 chỉ sau vài giây nếu được huấn luyện. Đây là một mẫu lấy mồ hôi và chúng tôi đặt mẫu dưới cánh tay của người cần xét nghiệm trong khoảng 1 phút, tối đa 5 phút. Sau đó chúng tôi đặt mẫu vào trong ống nghiệm và cho chó đánh hơi chúng. Mỗi lần chú chó đưa ra tín hiệu phản hồi với mẫu, chúng tôi sẽ thưởng cho nó một món ăn. Các chuyên gia cho biết, thách thức lớn nhất với phương pháp này là mở rộng quy mô khi việc huấn luyện những chú chó cũng mất một khoảng thời gian nhất định. Tuy vậy, khi đã được áp dụng, đây là một phương pháp rất nhanh chóng và có độ chính xác cao. Một số quốc gia khác bao gồm Thái Lan, Mỹ, Phần Lan, Pháp cũng đã tiến hành huấn luyện chó để phát hiện COVID-19.